Clip này em Tuấn sẽ giới thiệu đến quý vị đôi loa BMW kép, dòng loa đến từ đất nước Anh Quốc. Thì báo cáo quý vị là riêng kinh doanh loa hay bán loa ai cũng như vậy thôi. Ai cũng có thể giới thiệu loa mình đẹp lắm, loa mình chất lắm, loa mình, hoặc là có những nhiều bác chơi âm thanh thì thật ra trong đầu có bác mong muốn là một bộ âm thanh đạt tiêu chuẩn cho bác. Nhưng mà vì cái túi tiền của bác nó chưa có, bác cứ cân đối cái nọ cái kia. Xong rồi chính bác cứ đi lắp đi ghép, cuối cùng là bác đổi quá nhiều loa, thành ra cuối cùng là bác ấy đắt hơn cả những khi bác xuất phát từ ban đầu. Các bác đã không biết ý, ví dụ hôm nay bác có tầm 20 triệu, bác cố lên ha, hoặc là nhờ người ta tư vấn nó dễ hơn. Chứ có nhiều bác là cứ mua chắp ghép về là không hợp, thành ra bác quá tốn tiền với chơi âm thanh nhé. Riêng chơi âm thanh không biết thì bác cứ hỏi. Còn hôm nay em Tuấn nó sẽ ghép cho các bác bên đôi bên mà với kép này với đấy, con âm ly rốt theo đây, và vẫn như hàng ngày đấy. Em Tuấn thì test hàng loa theo kiểu dân nhà quê, em cứ test này, nền đất nền đá nhé, chứ chưa có giải thà sàn hay là lót sàn hay tiêu âm gì đâu, không có. Đây là con đôi loa BMW kép 603S3, mà nhìn hộ em nhé. BMW kép 603S3 công suất 150W một loa, vậy là một đôi này có công suất là 300W ạ. Đấy, được chưa, có nhìn thấy chưa, hàng made in England cho các bác luôn. Đây, con này đánh hai cầu UI, design BWay thì có bác gọi. Đấy, hàng mà cần đẹp như mới. Với những dòng loa này thì báo cáo bác là bác chỉ cần duy nhất một đôi thôi, chấm hết, khỏi phải đổi các loại loa. Đây, em đã thiết kế một lỗ thông hơi phía sau và một lỗ thông hơi phía trước. Cái lỗ thông hơi phía sau là cái giải cho con trung và con tép, còn lỗ thông hơi phía trước là do giải trầm. Đây là con âm ly Rothel có mức giá là 10 triệu 800. Tại sao các bác lại biết cái giá trị con này nó như thế? Con Rothel này nó là hàng chuyên trị những cái dòng loa này, và nó là hàng xuất châu Âu, chạy điện 220. Và đôi loa này có mức giá là 23 triệu 900. 23 triệu 900. Tiền nào của đấy thôi bác ơi, không có cái gì mà tự nhiên mà ngon bổ rẻ cả, cái gì nó cũng có một cái giá của nó. Đấy, để một bộ âm thanh đạt chất lượng hoàn hảo với tầm mức giá trung bình khá, gọi là mức giá khá đi. Con này thì cả bộ con này nó hơn 30 triệu thì nó cũng tầm vừa đấy. Thì báo cáo các bác là chỉ cần một bộ duy nhất này thôi, các bác khỏi phải đổi đi đổi lại. Khi bác đã nghe đến chúng nó rồi thì các bác sang loa khác không còn ý nghĩa đâu. Sau đây mời các bác đến bản test. Sắp đến Tết rồi, mùa xuân đến nơi rồi. Mở một ca khúc gì nhỉ? Ca khúc này chọn Vì Con Có Mẹ đi. Nắng đã dần tắt lịm, màn đêm đang trùng xuống con phố. Những mệt mỏi của một ngày làm việc vẫn còn quanh đây. Lòng con bỗng thấy cô đơn và nhớ mẹ. Vì thời gian kỳ diệu lắm, nó có thể chữa lành mọi vết thương, rồi sẽ có lúc mọi khổ đau tan biến, con sẽ lại chạy đến và xa vào lòng mẹ. Hai mùa xuân con chưa về thăm mẹ, mẹ bảo con chưa. Yên tâm chờ, lo nghĩ nhiều, và mẹ không nói một tiếng thở than vì tình yêu thương con quá vô hạn. Hai mùa hoa tim con đau quặn thắt rồi, nhà mình không ai trang trí lại. Giờ ngoài kia sắp đón Tết thật vui, mà mẹ vẫn ra ngóng vào trong. Những tháng ngày con ở trong nôi, tiếng hát mẹ ru à ru ơi, đối với mẹ con là cả cuộc đời.
vòng tay của mẹ là cả bầu trời dìu con đến nơi để con có mẹ. Qua đấy dòng bắt đầu là gọi để thông cảm cho em nhé. Riêng dòng rốt xe này báo cáo các bác là bác cứ chơi về với bác kép, bác rước những con này về cho em, âm ly rốt theo hoặc là pao rốt theo về bác đưa rẻ vào cho em nhé. Dùng những con này nó sẽ hợp với những con này, dòng tầm tiền bình dân đấy. Đây là rốt theo được chưa, con này hai cầu, em nó đánh cầu cầu A này. Để tắt này, câu A này. Đấy. Tiếng hát mẹ ru à ru à. Đối với mẹ. Bác chú ý nhé, khi các bác ấn cái chữ cái dòng toner này ấn vào như này thì các bác chỉnh bát tép không có tác dụng nữa nhé. Chú ý phải tắt ra đi thì bác mới chỉnh bát tép được. Con vẫn là bé con của năm xưa, vòng tay của mẹ là. Giờ bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Và chào các bác. À, riêng bê bờ với kép thì nhà em rất là nhiều. Một đôi bê bờ với kép này, hai đôi bê bờ với kép này, ba đôi bê bờ với kép này, bốn đôi bê bờ với kép, năm đôi, ôi về sáu bảy đôi bê bờ với kép. Vì nó là một trong những thương hiệu loa rất là nổi tiếng nên là không thể thiếu được, không thể thiếu được. Bởi vì là dòng loa này được rất nhiều bác đón nhận, và đã chơi dòng loa này rồi thì không thích chơi dòng loa khác nữa đâu. Xin chào các bạn.